Ồ, bạn này kéo hay quá các bạn ơi, kéo rất là xa luôn. Kéo vô trong bụi cây này luôn. Kéo vô bụi cây này mà xe chưa ngã luôn các bạn ơi. Chở quá trời xe luôn mà xe chưa ngã luôn nè. 1, 2, 3, let's go. Bạn sẽ tăng kéo nhỏng ben kìa các bạn ơi. 1, 2, 3, let's go nè bạn ơi. Bạn nó kéo rất là nhanh luôn các bạn ơi. Bạn nó kéo rất là nhanh luôn. Bạn nó kéo rất là nhanh mà không có ngã nha. Hay quá các bạn ơi. Hello, xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, hôm nay mời các bạn cùng chơi những chiếc xe đồ chơi của mình nha. Đây là một chiếc xe ben điều khiển từ xa. Còn đây là một chiếc xe tăng điều khiển từ xa. Còn đây là một chiếc xe ben. Đây là chiếc xe cẩu múc cát điều khiển từ xa nha. Còn đây là xe chở trái cây, xe trộn bê tông, xe đổ rác, xe cẩu múc cát và xe ben siêu to khổng lồ nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ chơi trò chơi gì đây ta? Bây giờ mình sẽ chơi trò chơi thử thách nha. Bây giờ chiếc xe tăng này sẽ thử kéo với lại chiếc xe ben này nha các bạn. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ cho xe ben và xe tăng sẽ thử thách nha các bạn. Đây là cái sợi dây xích làm mứt nha. Bạn nào bị kéo đến cái cọng dây xích này đầu tiên, bạn đó là bạn thua cuộc nha các bạn. 1, 2, 3, let's go. Bạn xe ben đang kéo bạn xe tăng. Bạn xe tăng không hoạt động các bạn ơi. Bạn xe tăng bị cái gì rồi? Bạn xe tăng bị cái gì các bạn ơi? Bạn xe tăng không hoạt động các bạn ơi. Rồi, bạn xe tăng bị bạn xe ben kéo rồi các bạn ơi. Rồi, thôi rồi, bạn xe tăng này thua rồi các bạn ơi. Kéo qua cọng dây xích này, cọng dây xích đi đi di chuyển luôn các bạn ơi. Đó. Rồi bây giờ bạn bây giờ bạn xe tăng bị trục chặt rồi. Rồi, bạn xe tăng đang kéo. Bạn xe tăng kéo. Nhưng mà kéo không nổi đâu các bạn ơi. Wow, kéo xích luôn. Ôi các bạn ơi, wow. Rồi, từ từ bán. Ôi trời ơi các bạn ơi. Xe tăng kéo cuốn xích vô luôn các bạn ơi. Trời ơi, xe tăng kéo cuốn xích vô luôn nè các bạn, hay ghê chưa? Hay quá các bạn ơi. Nhưng mà bạn xe tăng bị thua cuộc các bạn ơi. Bạn xe tăng này không có kéo nổi bạn xe ben đâu nha các bạn. Bạn xe ben này kéo mạnh quá các bạn ơi. Rồi, bây giờ round thứ nhất là bạn xe tăng thua nha các bạn. Các bạn ơi, round thứ hai là bạn xe cẩu múc cát siêu to khổng lồ và bạn xe ben chở cát siêu to khổng lồ. Hai bạn này sẽ thử thách kéo nhau nha các bạn. 1, 2, 3, let's go. Hai bạn này, ôi trời ơi, bạn xe cẩu múc cát mạnh quá các bạn ơi. Kéo bạn xe ben nè. Bạn xe ben sắp bị tới cái mức các bạn ơi. Bạn xe cẩu múc cát nè. Trời ơi, kéo mạnh chưa các bạn? Hai bạn này rất là mạnh luôn các bạn ơi. Hai bạn này đang ngang tài ngang sức các bạn ơi, đang ngang tài ngang sức nha. Có lẽ là các bạn xe ben lúc đầu đề ba hơi bị chậm đó các bạn, nên là bị bạn xe này kéo thôi. Chứ bây giờ là hai bạn đang ngang tài ngang sức các bạn ơi. Thôi bây giờ mình sẽ cho hai bạn này hòa nha các bạn. Rồi, hòa, hai bạn này hòa nha. Đó, hai bạn này hòa. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ chơi thử thách khác nha. Mình sẽ cho bạn xe cẩu múc cát này sẽ kéo bạn xe ben siêu to khủng lồ này chở theo những bạn xe còn lại nha. Để xem coi bạn xe cẩu múc cát này có kéo nổi hay không nha. Đầu tiên là mình sẽ cho bạn xe nào. Bạn xe này rất là bự luôn các bạn ơi. Đây là một bạn xe container chở trái cây nha. Đó, bạn xe container chở trái cây, để mình coi coi có để này được không. Rồi, một bạn nha các bạn. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo là một bạn xe rác nha. Xe chở rác. Bây giờ mình sắp xếp rất là khó các bạn ơi. Bây giờ mình đang tìm cách sắp xếp nha. Mình sẽ sắp xếp kiểu này đi các bạn. Sắp xếp kiểu này đi. Đây. Sắp xếp kiểu này đi. Sắp xếp kiểu kia thì khó chở quá. Kiểu này nè. Rồi. Bên này các bạn ơi. Đây, bên này. Rồi, bây giờ tiếp theo là bạn xe bồn trộn bê tông nha các bạn. Đây, bạn xe bồn trộn bê tông nha. Bạn xe bồn trộn bê tông. Cao chưa các bạn? Rồi, còn nữa nha. Rồi, tiếp theo là bạn xe này là bạn xe bạn này là bạn xe ben chở đất đá cát nha. Bị rớt các bạn ơi, từ từ nha, từ từ để mình sắp xếp lại nha các bạn. Chờ mình một tí nha. Mình sắp xếp lại. Đây là một cái thử thách này không phải là thử thách sức mạnh nha các bạn. Đây là một cái thử thách là sự khéo léo nha. Rồi. Mình sẽ chở hết tất cả những chiếc xe lên luôn. Bạn ơi, từ từ bạn ơi. Từ từ bạn ơi. Khó quá các bạn ơi, khó quá, từ từ. Trời, khó quá các bạn ơi. Để mình để mấy bạn xe này ra đây. Rồi, để mình thử lại, sắp xếp lại nha. Bây giờ mình là sự thử thách sự khéo léo chứ không phải là sức mạnh nha các bạn. Đây, rồi, để mình sắp qua đây luôn xem nào. Rồi, sắp qua đây nha các bạn. Rồi, để đây nha. Rồi tiếp theo bạn này nha các bạn. Rồi cuối cùng là bạn này nha, bạn xe ben chở bạn xe cẩu múc cát này nữa nha. Rồi đó, mình đã sắp xếp xong các bạn ơi. Cái chồng xe rất là cao luôn không các bạn. Bây giờ mình sẽ cho bạn xe cẩu múc cát này nè các bạn, sẽ chạy nha, kéo. Kéo để làm sao càng xa càng tốt nha các bạn. Thì mà không bị rớt xe nhiều á thì bạn đó sẽ là bạn chiến thắng nha các bạn. Rồi 1, 2, 3, let's go. Bây giờ bạn đó sẽ kéo léo, bạn đó sẽ kéo làm sao nha mà không bị đổ xe, mà đi càng xa càng tốt nha các bạn. Bạn này kéo hay quá các bạn ơi, kéo rất là xa luôn. Kéo vô trong bụi cây này luôn. Kéo vô bụi cây này mà xe chưa ngã luôn các bạn ơi. Chở quá trời xe luôn mà xe chưa ngã luôn nè. Các bạn thấy hay chưa? Bạn đó vô trong này luôn rồi. Bạn đó hay quá các bạn ơi. Rồi coi như là bạn xe cẩu múc cát này rất là khéo léo nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ thử thách bạn xe khác nha. Các bạn ơi, bạn xe cẩu múc cát đã chinh phục được thử thách này rất là tốt nha. Bây giờ tới bạn xe tăng nha các bạn. Mình xem coi bạn xe tăng có thể kéo được những bạn xe này mà không bị đỡ hay không nha. 1, 2, 3, let's go. Bạn xe tăng kéo nhỏng ben kìa các bạn ơi. Trời, bạn xe tăng kéo nhỏng ben. Để mình xem coi mới có tới đây thôi mà rớt mấy xe. 1, 2, 3, 4, rớt 4 xe luôn các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ cho một bạn xe khác thử thách nha. Đó là bạn xe ben chở cát này nha các bạn. Các bạn ơi, bạn xe tăng vừa chinh phục thử thách này nhưng mà bạn đó đã chinh phục không thành công nha các bạn. Bây giờ mình sẽ xem bạn xe ben siêu to khủng long này sẽ thực hiện cái thử thách này như thế nào nha. 1, 2, 3, let's go nè bạn ơi. Bạn đó kéo rất là nhanh luôn các bạn ơi. Bạn đó kéo rất là nhanh luôn. Bạn nó kéo rất là nhanh mà không có ngã nha. Hay quá các bạn ơi. Ôi rồi, bạn nó cũng bị ngã các bạn ơi. Bạn nó kéo vô trong này nhưng mà bạn nó chạy rất là nhanh nha. Tốc độ bạn nó nhanh hơn bạn xe cẩu múc cát luôn. Nhưng mà bạn nó bị rớt mấy xe này. 1, 2, 3. Vậy là còn lại 2 xe. Vậy thì cái round này thì bạn này hạng nhì. Bạn xe tăng đứng thứ 3 và bạn xe cẩu này đứng thứ nhất nha các bạn. Bây giờ mình sẽ chơi một thử thách khác nữa nha. Các bạn ơi, bây giờ mình có một thử thách khác nha. Bạn xe tăng, bạn xe cẩu múc cát và bạn xe ben sẽ cùng chạy lại đằng đây. Bạn nào mà đụng ngã cái chồng xe này trước, bạn đó là bạn chiến thắng nha các bạn. Rồi bây giờ nha, 1, 2, 3, let's go. Ba bạn này chạy hay quá các bạn ơi. Hai bạn cùng đụng nhau. Hai bạn đụng nhau luôn. Nhưng mà mình thấy hình như là bạn xe tăng, bạn nó đụng trước đó các bạn ơi. Bạn xe tăng đụng ngã cái chồng xe này. Bạn xe ben này cũng có đụng nữa. Nhưng mà mình nghĩ là bạn xe tăng đụng mạnh hơn. Bạn xe tăng di chuyển rất là nhanh luôn các bạn ơi. Hai bạn này di chuyển cũng khá là nhanh luôn. Thôi từ nãy giờ á thì bạn xe tăng chưa có một cái chiến thắng nào hết các bạn. Thì mình nhường phần thắng cho bạn xe tăng nha. Rồi bạn xe cẩu múc cát này cũng có một phần thắng rồi nè. Bạn xe ben này cũng có một phần thắng rồi. Thì bây giờ mình nhường cái phần thắng này lại cho bạn xe tăng nha. Rồi các bạn ơi, bây giờ trời tối rồi, mình phải đi về nhà học bài, ăn cơm và làm bài tập nữa. Bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.